Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì là mình giới thiệu với lại mọi người những chiếc máy cắt cỏ Estin FS50C. Hàng chính hãng của Estin các bạn nhé. Đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới. Mới khoảng 95% luôn. Máy này là họ rất chi là ít dùng. Đây còn rất là mới nhá. Đấy, chắn cỏ nhìn rất là zin. Đấy, thiết kế cái chắn cỏ rất là chi là điệu đà. Giống như là một cái cánh bướm vậy. Hàng rất là đẹp, zin nguyên bản, zin 100% luôn. Hàng chính hãng của Estin nhá. Dòng FS55C này thì là dung tích là 27cc. Hình như là 27 phẩy mấy đấy, 27,3cc thì phải. Dòng này là cũng là khá mạnh rồi nhá. Đặc biệt là cái Estin này thì là cùng công suất là 27cc nhưng mà nó sẽ mạnh hơn những cái máy khác cũng 27cc nhưng mà nó sẽ không được mạnh bằng Estin này đâu. Hiện tại thì là mình đang có 5 chiếc máy y như này. Đây. 5 chiếc y như nhau nhá. Đều nguyên bản và đẹp như nhau. Đây là mình chưa có vệ sinh đâu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là dầu nhớt nó vẫn còn bám bẩn vào cái vỏ của chiếc máy. Nếu như mà chúng ta dọn dẹp rửa vệ sinh bằng cái nước chất tẩy rửa thì là cái vết dầu mỡ và cái vết nọ nem này thì nó sẽ sạch, cái như cái cỏ kia là cũng do để ngoài bãi thì là nó có những cái vết bẩn như thế. Đây, những cái vết bẩn nó bám vào đây thì là chúng ta tẩy rửa đi thì là nó sẽ sạch bóng thôi. Một chiếc máy rất là mới, hàng chính hãng của Estin các bạn nhé, 27cc, hàng chính hãng của Estin đây. Đấy. Đây là hàng đời mới, khá là đẹp này. Nó thiết kế cái nắp bình xăng, cái cổ của bình xăng nó lại cao lên trên đây và nó có cái nắp cao bằng cái đầu của cái máy này. Đấy, đây. Thiết kế này trông rất là điệu đà nhá. Rất chi là tranh xả. Đây. Tay ga. Đây là chốt an toàn này. Tay ga này và công tắc tích hợp sẵn ở trên cái tay cầm này. Đấy, dây điện và dây ga được luồn ở trong cái ruột gà này. Rất là zin. Đây. Cái cần nắp và cái tay ghi đông này còn rất là sáng bóng sạch. Tem còn nguyên này, còn nguyên tem, nguyên hướng dẫn. Thông tin chi tiết thì là nó vẫn còn nguyên ở dưới đây nhé các bạn nhé. Đây. Đấy, có cả tên sản phẩm, rồi có cả hướng dẫn, rồi có cả mã vạch, mã biếc chi tiết đầy đủ, bởi vì đây là hàng chính hãng. Rất là ok. Rồi, sau đây mình sẽ test tiếng nổ cho các bạn tham khảo. Máy này thì là cũng có cái bộ giật trợ lực nhá, cho nên là chúng ta cũng kéo nhẹ là nó cũng sẽ nổ thôi.
Rồi, ok. Hai chiếc máy đều như nhau nhé. Con kia lổ lên nó cũng thế thôi. Đấy. Rất là khỏe. 27cc thôi nhưng mà rất là khỏe. Bạn ai mà có nhu cầu mua máy này về cắt gia đình thì rất là hợp lý rồi. Thiết kế của máy thì là rất là đặc trưng của Estin. Đấy. Bền, cái phần nhựa này rất là dày nhá và bền. Nó chịu được lực rất là tốt và nó bền nữa. Nó mang lại một cái thiết kế rất là đẹp mắt. Nó khác hẳn với lại những cái dòng máy mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy. Cái khoảng rộng giữa hai cái tay cầm này rất là rộng cho nên là chúng ta đánh lái rất là dễ, nó không khó chịu như những cái mà nó hẹp. Cái hẹp thì là chúng ta đánh lái rất là bất tiện. Máy móc thì rất là ok rồi, nguyên zin nguyên bản của nó. Không nai một con ốc. Rồi, hiện tại giờ mình đang có 5 con như này nhá. Khách nào có nhu cầu mua thì xin liên hệ với lại cửa hàng Móng Cái Green. Địa chỉ là khu 5 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mình có giao hàng toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0983 804 084. Mình giao hàng toàn quốc nhé. Đấy, ngoài ra thì mình cũng có rất nhiều các cái máy bãi khác. Ví dụ như đây là con Husqvarna 340. Con này là 40, con này là 41cc nhá. 40,8 thì là coi như là 41cc. Con này là máy bơm này 33cc, con kia là 25cc, toàn là hàng bãi cả. Rất là ok. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi.